lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đột xuất kiểm tra bắt quả tang 5 kho chứa và xưởng sản xuất pha chế hàng chục nhãn hiệu dầu gội, sự tắm giả các thương hiệu. Kiểm tra thực tế tại 4 kho chứa hàng hóa và một xưởng sản xuất ở xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh phát hiện phần lớn hàng hóa đã được đóng gói bao bì, các loại dầu gội mang các nhãn hiệu phổ biến trên thị trường như Xmen, Romano, Pentin, Head and Shoulder, Tất cả mang bao bì nhãn mát do Thái Lan và một số nước khác sản xuất. Lực lượng chức năng còn phát hiện một lượng lớn các loại thuốc làm đẹp, giảm cân, kem dưỡng da các nhãn hiệu khác nhau. Chủ các kho hàng và xưởng sản xuất tên H sinh năm 1982 tại Trà Vinh. Người này cho biết các cơ sở chủ yếu làm theo đơn đặt hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh bỏ mối tại các chợ và kinh doanh trực tuyến. Theo ước tính, số lượng hàng hóa có dấu hiệu vi phạm lên tới vài chục tấn.